Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên phối hợp với Trung tâm truyền máu huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đầu năm 2024. Tại Trung tâm Chính trị Thành ủy Thuận An, ngày hội đã thu hút hơn 350 người tình nguyện là cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, cộng tác viên Hội Chữ thập đỏ và người lao động tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia. Sau khi được đội ngũ y bác sĩ khám xét nghiệm lâm sàng để sàng lọc sức khỏe, mỗi tình nguyện viên đủ điều kiện tham gia hiến 350 ml máu. Tại thành phố Tân Uyên, trong đợt hiến máu lần này, hơn 400 tình nguyện viên là công đoàn viên, hội viên, học sinh, người lao động trên địa bàn thành phố tham gia. Qua kiểm tra khám sàng lọc, kết quả đã tiếp nhận gần 350 đơn vị máu với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang nghĩa cử cao đẹp, đậm tính nhân văn, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.